Rồi bạn ơi, bữa nay bây giờ là mấy anh em lại bị mắc mưa thôi. Hôm nay chú quên mình mưa nhiều quá. Bây giờ là chuẩn bị áo mưa. Rồi sau đó đợi mốt phá hoàng xong anh em đưa tang về Hậu Giang các bạn. Cái quãng đường đưa tang của mấy anh em mình hơi xa nha. Trời mưa thì khá là lớn. Dạ, mình vô trong trọng mình coi mốt phá hoàng nha các bạn. We'll be right back.
We'll be right back.
Mình sẽ quay lại càng đi trong mưa luôn nha. Giờ cài tay lên xe các bạn ơi. Thổi đi, thổi đi. Thổi đi. Hết thổi luôn. Lái xe.
Lư tan ở trong đây sắp sửa đi ra các bạn ơi. Bài này là bài người đến từ lòng đất nha các bạn. Giờ là mình đang ở ngã tư Tà Riêng, là cái đèn đỏ nè các bạn. Nãy giờ ở đây đang đợi đoàn xe tan ra mà chưa thấy ra nè các bạn, chắc sắp xếp gì đó trong trọng. Đưa xa lắm, tới Hậu Giang lận. Tí nữa gần vô chợ thì mấy anh em mình sẽ làm một số bài nữa nha. Tại do cái đường dài quá nên mấy anh em mình có thể vắng lại, mình không có thể
rất là đẹp. Còn một hai cây nữa là tới thị trấn Bình Lương, còn khoảng hơn cây nữa các bạn ơi. Đây là trường cao đẳng Kiên Giang ha, trung tâm đào tạo sát hạch lái xe luôn. Ở đây có quán cà phê Toàn Tài nè các bạn. Quán cà phê này trước đây có nuôi 10 con cá hải tượng rất là lớn, với ở trọng là đa số đồ cổ với những con vật có lũ dí. Trang trí rất là cổ kính luôn nè. Trường này mới xây nha. Rồi bên tay trái mình thì trường tiểu học thị trấn Bình Lương 2. Trường này nó có hai cổng, đây là một cổng phụ, một cổng chính nè, bên kia có cổng phụ nữa các bạn để đi vô. Dưới đây mình ở từng chạy càng ở đây các bạn. Nhưng mà hai cổng này cổng nào mình vô cũng được chứ nha. Đây nè, có hai cổng tại ở đây xe quá. Ở đây thì chắc mấy bạn nhìn là biết là cái gì ha, tháp Bổn Sư, một trong những cái tháp rất là nổi tiếng. Chiến tích của Bổn Sư đó các bạn khá là đẹp. Giờ chắc mình quay một đoạn đường nữa thôi thì mình sẽ kết thúc video nha các bạn ơi. Tại vừa chạy xe vừa cầm như thế này nó rất là mỏi tay. Rồi phía trước của mình đó là sân Trần Lộng Châu Thành nha. Này có những cái cống lớn chắc chuẩn bị xây dựng công trình cầu đường gì nữa đó các bạn, chắc làm đường ra nữa quá. Tới ngã ba Giường Mặn này các bạn, ở đây cũng là một cái những cái khu căn cứ rất là nổi tiếng luôn. Rồi tiếp nữa là sẽ đến nhà bia nha. We'll be right back.
em ơi. Đây mà đưa qua tới bên Hậu Giang còn khoảng 80 cây nữa các bạn ơi, rất là xa, tới ngã 7 luôn nha, không hẹp đó các bạn. Giờ thì mấy anh em thổi chỉ cầm chừng thôi, không có thổi giống như lúc mọi khi thổi thường xuyên, nhưng mà nó cũng không có bỏ khoảng thời gian quá, nó chẳng thổi. Rồi qua cầu này thì chúng ta đến trung tâm thị trấn Bình Lương các bạn. Rồi xung quanh này đây là có rất là nhiều shop này nọ để bán đồ sửa xe nữa nè. Phía dưới kia là lô 8 các bạn ơi.
chỗ đó thì có một cái doanh trại quân đội ở đó nha. Đây là cái đường để đi vô trường tiểu học Minh Lương 1 với trường trung học phổ thông Châu Thành nè các bạn. À lô 8, đây đang ở lô 8 nha các bạn ơi. Qua khỏi doanh trại quân đội rồi. Anh em đang nghỉ ngơi chút xíu để khỏi bài mới các bạn ơi. Từ đây qua bản biết hỏi bao nhiêu bài cho nó đủ nữa. Đây là làm gọi là mấy cái hoa văn trên nhà cửa này nọ, màu mã có luôn các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video tại đây.